Xưa hỏi thăm là như cái thân mình á, mình bệnh mà nó đau quá rồi, lúc đó rồi cái tâm mình nó toán loạn, nó cứ lo cái nghĩ về cái đau của cơ thể mình á, thì sư dạy chỉ dùm con cái cách mà để khống chế cái lúc đó, tại vì giống như là mình đang biết được trong thân mình nó đau như vậy á, là do nó bệnh á, thì cái tâm mình lúc đó nó cũng khi mà nằm ngủ cũng không ngủ được đó, vài đêm là coi như là thức trắng đêm về cái bệnh của mình á, nhưng mà khi mình ngủ xuống thì nó cũng vẫn đau, nó không có ngủ được á, thì sư dạy con bằng cái cách nào mà để cho nó đỡ hơn về cái vấn đề đó. Khi đau thì chỉ có dùng cái thuốc tê thôi. Thì cái thuốc tê mà ở đây sư nói đó, sư chia sẻ với vị một cái kinh nghiệm như thế này. Có một lần mà sư ngồi thiền á, thì nó cảm giác cái tim đó, nó co thắt, nó đau. Mà tự nhiên quý vị biết là lúc đó sư mừng, sư nghĩ mà phải chi bây giờ mà mình chết luôn thì nó khỏe. Tại vì á, khi mình đang hành thiền như vậy, tâm mình đang tâm thiện. Mà nếu như mình vì cái lý do nào đó là mình chết ngay cái thời điểm này á, là mình đi lên, cầm cái vé đi lên nó khỏe re. Còn trong khi đó những cái lúc mình thất niệm, rồi những cái lúc mà mình làm những cái chuyện này nọ kia nó tầm bậy tầm bạ, mà lỡ mình chết vào cái lúc đó nó kẹt ghê lắm, lúc đó mình đi xuống. Cho nên á, cái giây phút mà mình hành thiền là những cái giây phút mình không sợ chết. Thành ra nếu như mà quý vị mà vào những cái giây phút mà quý vị đau đớn mà bệnh hoạn, quý vị nghĩ quý vị có thể chết á, nên hành thiền. Bởi vì sư không nói là cái việc hành thiền nó chữa bệnh cho quý vị, nhưng mà bản thân cái tâm thiện đó đó, nếu có chết đó, thì mình cũng đi về cõi lành. Nó như vậy nè, một vị thiền sư, sư không nhớ tên của vị này là vị như thế nào, nhưng mà vị này có những cái thành tựu trong thiền định và trong những cái sở chứng. Vị này có nói với một cái anh mà làm y tế đó, là thay vì mở nhiều cái bệnh viện như vậy thì nên khuyên người ta tu tập cái tâm từ. Nếu như mà mình tu tập cái tâm từ á, cái khả năng mà bệnh tật của mình nó giảm nhiều lắm, quý vị biết không? Bởi vì cứ mỗi một lần mà mình nóng giận á, thì theo nghiên cứu khoa học là cơ thể mình tiết ra những cái chất độc, nó tự nó đầu độc cơ thể. Và nếu như mà mình tu tập tâm từ là hầu như là mình giảm đại đa số những cái khả năng sinh bệnh, từ ung thư cho tới những cái bệnh này nọ kia đều nó đi, nó bắt nguồn từ những cảm xúc tiêu cực của tâm. Và chính những cảm xúc tiêu cực của tâm á, nó dẫn đến những cái tế bào mà mình gọi là ung thư. Mà nếu như á, mà mỗi người chúng ta ý thức được cái việc mà chúng ta hành thiền mà rải tâm từ, nó giảm thiểu được những cái nguy cơ mắc bệnh, thì có lẽ là mọi người đã có một cái thái độ khác đối với cái việc hành thiền. Nhưng mà đó là giải quyết nhân. Còn cái vấn đề ở đây là cái quả. Bây giờ nó đã bệnh rồi, chẳng người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu như mà trước khi mà quý vị đang còn khỏe mạnh như vậy nè, mà quý vị chịu khó quý vị hành thiền á, không nhất thiết cứ phải thiền tâm từ, mà tất cả những đề mục thiền đều có một cái công năng là ngăn trừ những cái tâm tiêu cực. Thì nếu như mà quý vị tích cực hành thiền á, thì cái đời sống của quý vị tinh thần nó khỏe hơn, mà cái đời sống vật chất là cái cơ thể của quý vị nó cũng khỏe hơn rất là nhiều. Cái khả năng bệnh hoạn của mình sẽ bị giảm thiểu. Mà có một lần một vị A-la-hán mà bị bệnh, Đức Phật hỏi là bây giờ ông có đau hay không, thì vị A-la-hán vị đó nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, con đau tới mức mà con nghĩ là có lẽ chết tốt hơn, đau ghê lắm. Và con nói là nếu như mà con còn giữ được thiền định á, cái thiền định của con mà con còn giữ á,
Hồi trước đắc vị này đắc rồi, nhưng mà vị này bỏ, không tu tập nữa. Mà vị này nói, nếu như mà con còn giữ được thiền định á, thì con không đau tới như vậy. Mà quý vị biết là cái năng lực của thiền định á, nó là một cái dạng thuốc gây tê. Thuốc gây tê là sao? Giả sử như mà mình tiêm thuốc tê lên cái đầu ngón tay của mình, rồi mình đưa cái đầu ngón tay mình vô trong cái ngọn lửa, mình không có cảm giác nóng, không cảm giác đau, nhưng mà cái tay mình vẫn bị phỏng. Nhưng mà cái thuốc gây tê nó sẽ làm mất cái cảm giác của mình, cũng như vậy. Khi mà mình có những cái nghiên cứu được cho thấy là nếu như mà cho một cái đứa trẻ, một đứa bé mà nó chơi game á, trong khi mà đang tiến hành những cái thủ thuật xử lý vết thương của nó đó, thì cái đứa bé nó không có cảm nhận đau bao nhiêu hết. Nó sẽ quên đi cái chuyện mà người ta đang xử lý, nó không cảm giác đau. Là do khi mà nó tập trung vào cái game á, cái khả năng định tâm của nó sẽ tập trung vào cái màn hình. Thì nó sẽ giống như cái liều thuốc tê đối với những cái cảm giác còn lại. Cũng như vậy, một cái tào lao là cái chơi game nó còn khả năng đó, huống chi là mình thực hành thiền định. Thì khi mà chúng ta tập trung vào cái đề mục thiền á, mà khả năng định tâm của quý vị nó đủ kiên cố, quý vị sẽ vượt qua được những cơn đau. Tính sẽ đi. Đừng có vị thiền sư phải mổ. Và vì đó yêu cầu cái ekip mổ không có gây tê, không có gây mê. Thì do cái xứ Miến Điện là cái xứ mà nó tôn trọng Phật giáo ghê lắm, cho nên á là tôn trọng cái ý định của vị này, nhưng mà sẵn sàng một cái ekip gây mê hồi sức, sẵn sàng hết cho những cái tình huống xấu nhất. Và ca mổ vẫn tiến hành, và vị này vẫn mở mắt tỉnh táo. Thì để minh chứng cho cái việc á, là cái khăn định tâm của quý vị nó có thể thay thế cái thuốc tê, không sao hết. Mà quý vị biết là cái thuốc gây mê, thuốc gây tê nó hại đầu ghê lắm, hại não ghê lắm. Mà bằng khả năng định tâm, họ còn làm cái chuyện mà mổ mà mình còn theo dõi không cần gây tê, huống chi là ba cơn đau của mình ngủ không được. Quý vị biết là ông Bình Đăng Sơn, sư không nhớ có phải hay không, ông không có đắc thiền, đắc thần thông gì hết, nhưng mà ông thành tứ niệm xứ. Cái khăn định của ông nó cũng tương đối khá đó. Thì khi mà ông nhổ răng, ban đầu ông ra theo dõi nha sĩ nhổ răng, thì ông thấy là cái chuyện này như mình làm cũng được, hỏi từng ra bác sĩ. Rồi lần sau mà cái răng cần nhổ, ông để cái gương ở trước mặt mình và ông cứ về ông nhổ, ông theo dõi bằng cái năng định tâm của ông. Nó giống như cái thuốc gây tê, biết là có cơn đau nhưng mà nó không có ghê gớm dữ dội như mình vẫn tưởng. Chứ bây giờ mình kêu mình mở miệng ra mà mình tự mình nhổ răng nó gớm lắm chú bì. Nhưng mà khi mà quý vị có khả năng định tâm đó, làm được chuyện đó. Và cái khả năng này không phải một ông Bình Đăng Sơn, mà có nhiều người hành thiền và kể lại là tự các vị đó nhổ răng được hết. Tại nhiều lúc ở trong rừng rú mà quý vị đâu có phải lúc nào cũng đi ra được nha sĩ mà làm chăm sóc răng miệng đâu. Nhiều vị đó răng hư răng đau tự nhổ luôn. Nhưng mà không phải nhổ như mình cái kiểu mà mẹo này nọ, mà các vị đó theo dõi từng bước và bằng cái định tâm nó có khả năng gây tê. Cho nên á, đối với trường hợp của cô, nên nỗ lực hành thiền. Và bằng cái khả năng định tâm của cô đó, cô có thể kiểm soát được, cô có thể làm lơ được cơn đau. Sư không nói là cô làm chấm dứt cơn đau, cô có thể làm lơ cơn đau. Nó đau thì kệ nó đau, mình vẫn tiếp tục tập trung vào cái đề mục thiền. Và bằng cái việc tập trung vào đề mục thiền đó, mình sẽ vượt qua cơn đau. Nhưng mà nhớ, đau thì đi chữa bệnh, chứ còn nó chỉ có khả năng giống như cái thuốc gây tê thôi. Có nghĩa là mình có thể mặc kệ nó, nhưng mà cơ thể mình nó có vấn đề thì nó vẫn là có vấn đề. Nó không có tác dụng chữa bệnh, nó chỉ có tác dụng phòng bệnh, chứ nó không có tác dụng chữa bệnh. Phòng bệnh bằng cách là ngày thường
ráng hành thiền. Bằng cái năng lực mà quý vị hành thiền á, nó sẽ kiểm soát không cho những cái tâm tiêu cực nó phát sanh. Và chính vì những cái tâm tiêu cực nó không có phát sanh, cho nên á, mình sẽ hạn chế được rất nhiều cái nguy cơ bệnh tật mà có nhiều người nói lên tới 80%. Thay vì mình uống thuốc bổ, mình tập thiền. Sư cho con hỏi thêm cái vấn đề về pháp học á, là hôm bữa cái vấn đề mà về mà phi nhân á, mà như học hôm bữa là con không có kịp hỏi á, là cái vấn đề mà như là những nơi mà nghĩa trang đồ thì thường có phi nhân, nhưng mà con thắc mắc là không có biết là ở nơi những cái lò mổ hoặc ở nơi thì con á, là con sợ, con lại sợ ở những nơi mà người ta bán thịt sống như chợ gì đó, những cái khu đó đó là con sợ lắm, con hay né ra đó, vì con có cảm giác nó như không có an toàn á. Là con muốn hỏi sư là như là ngoài những cái nơi mà nghĩa trang ra thì những cái nơi mà lò mổ hoặc là như thế nào, ở nơi mà người ta bán thịt đồ sống đồ đó, thì cái khả năng có phi nhân nó có cái hiện hữu nữa đó hay không? Đầu tiên á, là sư phải xác định với quý vị là phi nhân có mặt ở tất cả mọi nơi. Mà quý vị biết cái nơi có nhiều nhất là ở đâu không? Ở chùa. Tại vì nó đơn giản lắm quý vị. Ở chùa là cái nơi mà mình thường xuyên tạo nhiều công đức và hồi hướng phước. Thì nếu như mà có những cái chúng sanh, nhất là phi nhân, mà họ có tí trí tuệ đó, họ sẽ năng tới chùa. Bởi vì khi hồi hướng phước thì họ cũng được hưởng ké. Hoặc ít nhất là khi mình làm thiện á, thì họ cũng có thể họ hoan hỷ. Nhờ như vậy thì họ sẽ bớt khổ. Cho nên nếu mà nói nghĩa trang nhiều phi nhân, với nhiều lúc chùa nhiều hơn. Mà quý vị cứ yên tâm, là ít nhất ở đây thì nó cũng hiền thiện, hiền hơn là ở mấy cái chỗ khác. Và phi nhân á quý vị, đa số họ dùng những cái chất dơ, có nghĩa là những cái thứ dơ bẩn á, thì do cái nghiệp cho nên là họ phải dùng những cái thứ đó để họ sống. Cho nên là những cái nơi mà dơ bẩn thì nó sẽ thu hút nhiều phi nhân hơn là những cái nơi sạch sẽ. Là sạch sẽ không có gì cho họ ăn ấy, thì họ không có tới đó làm gì. Cho nên là những cái nơi mà cô cảm thấy là nó dơ bẩn nè, rồi nó nhiều xác chết, rồi nó có những cái nó bất tịnh như vậy, thì khả năng phi nhân tập trung thì nó vẫn nhiều. Nhưng mà cái chuyện mà họ đông hay là họ vắng nó không có quan trọng bằng cái việc là họ có ảnh hưởng gì mình hay không. Thường á, những cái loài chúng sanh mà gần gũi có cái sự tiếp xúc với mình á, đều từng là bà con quyến thuộc của mình hết. Dựa vào đâu sư nói như vậy? Đức Phật nói thật khó để mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm cha làm mẹ của mình. Thật khó để tìm một chúng sanh nào chưa từng làm chị làm em của mình. Thật khó mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm con ruột của mình. Cho nên ấy, dù cho mình có gặp phi nhân ở đâu đi chăng nữa, thì mình từng là bà con quyến thuộc với họ, cho nên mình mới có cơ hội, có cơ duyên mình gặp họ. Chứ không phải khi không mà mình gặp nhau. Những con người ngồi ở đây, cả những phi nhân nếu có mặt ở đây đều từng quyến thuộc của mình hết. Và nếu như mà mình biết là những cái con người, những cái phi nhân, những cái hàng khuất mặt đó, đó đều từng làm cha, làm mẹ của mình, đều từng làm con của mình, cái thái độ của mình nó sẽ khác ghê lắm. Do đó sư vẫn khuyên quý vị nên rải tâm từ. Khi mình rải tâm từ, những cái quyến thuộc của mình, họ sẽ có được cái lợi ích. Chúng sanh như bản thân mình, do cái thân, cái sắc thân nó nặng nề, cho nên ít cảm nhận được những cái thứ nó vô hình, ví dụ như là cái năng lực của tâm từ. Nhưng mà những cái chúng sanh mà cái hình tướng của họ nó tế hơn mình, không có nặng nề như mình, họ sẽ dễ dàng họ cảm nhận được hơn. Cho nên là dù ở đâu đi nữa vẫn ráng chi phước, hồi hướng phước cho họ và ráng sống trong tâm từ. Không có lý do gì mà mình đi mà mình lo sợ mẹ mình, cha mình, con cái của mình. Không có lý do gì mình sợ chứ. Đều quyến thuộc của mình hết. Cho gì không việc gì phải lo.
cô cứ yên tâm, không gì gì phải sợ. Biết có là có, nhưng mà mình có cách để mình giải quyết. Sư có một cái kinh nghiệm, sư không biết, đương nhiên sư không có thần thông. Vì biết là có những lần mà mình bị gọi là bóng đè, mơ hoặc là mơ thấy cái này cái kia, thì đương nhiên lúc đó chưa có tu, chưa có tu. Lúc đó thì mới rải tâm từ. Và nó lạ như vậy nè, tại vì cái chỗ mà sư ở lúc đó còn làm cư sĩ, cái chỗ ở lúc đó thì người ta sống ác nhiều, sống ác. Cho nên là cái chỗ đó thì chắc có lẽ là cũng ba cái phi nhân mà nó cũng cũng nhiều á. Mà mình đương nhiên mình không có thần thông, mình không biết. Thì có nhiều lần sư mình bị bóng đè như vậy đó, rồi nhiều lần mơ thấy này kia, thì sư mới rải tâm từ. Mà nó lạ như vậy nè, khi mà rải tâm từ á thì những cái tình trạng đó, nó chấm dứt, nó không còn nữa. Nhưng mà những người xung quanh á thì vẫn có người này người kia bị, vẫn có người bị, nhưng mà riêng mình không bị, không biết sao. Thì sư nói là cho dù phi nhân có hay không có, khi mà mình sống ở trong tâm từ nhiều á, mình là người được lợi. Và nếu như có những cái chúng sanh xung quanh đó thì chúng sanh đó cũng được lợi. Chứ mình không việc gì mà mình phải sợ họ. Nhiều người họ cúng kiến linh đình, nó không có tác dụng. Hồi xưa con hỏi tiếp như vậy nè, thế dạng như trong một cái chuyến đi của con qua bên Biến Điện, bên rừng Thiền Bảo Ốc á, thì đêm đó tụi con ngủ lại hiện mà của đệ tử của ngài á, thì có hai vị này là công chức nhà nước á, thì con thấy cái tình trạng là hai vị này, nó vật hai vị này luôn, là hai vị này không có hề mê tín gì đâu, hoặc là không có cúng kiến gì hết, chỉ là đưa người đi tu, người quen đi qua bên đó tu thôi. Nhưng mà hai vị này đêm đó ngủ ở trong cái rừng thiền á, là bị vật thì vật xong vị này thì vật vị kia luôn. Thì hai vị này là công chức ở Việt Nam mình á, thì sư dạy giùm con những cái cách nào, là lúc đó con chỉ nhìn thôi chứ chẳng làm được gì hết, thì sư dạy con bằng cách nào lấy tâm từ, hoặc là bằng cách nào thì vào cái giây phút đó liền đó, thì để cứu người ta. Thì bữa đó thì tụi con rọi đèn pin vậy đó, là xoa bóp vậy thôi, nhưng mà cơ thể người đó chuyện có màu xanh, rất là giống như là cái màu thịt bầm cơ thể mình vậy đó, trong vòng vài ba giây luôn. Thì nó giống như vậy đi, bây giờ cô có một cái ly nước thì cô có thể chia sẻ cho mình uống, và cùng lắm thêm những cái ly này thêm một người hai người uống thôi. Nhưng mà nếu như cô chỉ có một chung nước thì chỉ được có một người uống. Còn nếu như cái nước nó chỉ đủ thấm môi thôi, chắc thì một mình cô xài đủ rồi. Còn nếu như mà cô có cả một cái thao nước, cả một cái ao nước, cả một cái hồ nước thì sẽ dùng được cho rất nhiều người. Năng lực tâm tự cũng như vậy. Quan trọng cái năng lực tâm tự của cô nó nhiều hay nó ít. Nếu như mà cô năng lực tâm tự của cô nó mạnh ấy, nó nhiều á, thì cô có thể giúp người này giúp người kia bằng cách cô hướng cái tâm tự của cô đến với họ, thì họ sẽ cảm nhận được cái tâm tự của cô. Và nhờ như vậy cái vấn đề nó sẽ được giải quyết. Nhưng mà nếu như mà cô không làm được ấy, thì mình nói là góp gió thành bão. Nếu như có nhiều người cùng tu tập cái tâm từ, cùng hướng tâm từ về một đối tượng, thì nó cũng có khả năng. Hoặc là mình hướng nhờ một cái vị có năng lực tâm từ mạnh mẽ, khi mà vị có năng lực tâm từ mạnh mẽ đó, vị đó cũng có thể làm được. Chứ mình, bản thân mình, cá nhân mình, cái việc tu của mình nó có hạn chế, mà mình đòi làm những cái việc cao siêu thì mình làm khó lắm, làm không được. Thì trong trường hợp như vậy, nhất là trong vườn thiền Bảo Ốc, thì có rất nhiều những cái vị hành thiền mà có năng lực, thì có thể nhờ những vị đó, nhất là những vị tỳ khưu, các vị đó biết phải làm cái gì. Như trường hợp các sư biết phải làm cái gì. Nhưng mà trong trường hợp của cô thì bây giờ nói thì nó không kịp thời gian, nhưng mà có cách giải quyết. Thôi bây giờ cũng hết giờ rồi, thì có gì chắc khác không? Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin thôi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng
tôi đã trong sân làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng nguyên cuộc đã qua vòng, cầu mong cho các vị đây nằm được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sân làm đây, hãy là mối nguyện lòng để những khỏi những